kết một giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2024. Cả hai đội đều sở hữu nhiều ngôi sao cho đội hình nên đã tạo ra thế trận kịch tính, giằng co nhau từng điểm số một và kéo trận đấu tới set 5. Và ở set đấu quyết định này, các cầu thủ VTV Bình Điền Long An đã thi đấu bản lĩnh hơn, tận dụng các cơ hội của mình để giành chiến thắng 16-14, qua đó giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 3-2. Và với kết quả này thì VTV Bình Điền Long An là đội bóng đầu tiên ghi tên mình vào trận chung kết của giải đấu năm nay. Và ngay bây giờ, hãy cùng chúng tôi lắng nghe những chia sẻ từ phía phụ công Nguyễn Thị Ngọc Hòa. Với Hoa và toàn thể đội thì hôm nay là Hoa rất là vui khi mà đội có được một chiến thắng rất là quan trọng ở giải đấu này, và hầu như là gần về đích rồi, chỉ còn một trận nữa là mình sẽ cán mốc của cái vòng 2 vòng vô địch này. Là hôm nay trận đấu là rất là khó khăn cho Bình Điền Long An, tại vì khi mà ở vòng bảng thì các bạn thấy là Ninh Bình chơi với một cái tinh thần khác, và khi mà vào vòng trong thì Ninh Bình hoàn toàn lột xác và chơi rất là hay. Với Hoa thì Hoa nghĩ là việc mà Hoa quay lại thì Hoa chỉ giúp đội một phần nào đó thôi, và bên cạnh đó thì tất cả các bạn phải hỗ trợ ngược lại cho Hoa là một việc rất là quan trọng. Nhưng mà càng về sau thì những cái cục diện thi đấu nó lại càng khó khăn, thì cái việc mà ban huấn luyện sử dụng Hoa ở những trận đấu quan trọng thế này thì việc đó là Hoa nghĩ là mình cũng đã chuẩn bị sẵn cái tâm lý và cái tinh thần để chuẩn bị ra sân rồi.